đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Là đại sứ của Đấng Christ trong thế giới, chúng ta không thể sống ảnh hưởng cho Chúa nếu cứ hời hợt hoặc lơ là trong công việc, học tập hay bất cứ lĩnh vực nào. Thay vào đó, Chúa mong đợi chúng ta dâng những điều tốt nhất, sự tận hiến, thời gian, tấm lòng nhiệt thành. Tất cả phải được thể hiện từ những việc làm thực tế của chúng ta hàng ngày. Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Anna Faraltata qua chủ đề Dâng Chúa Điều Tốt Nhất. Đức Giê-hô-va lại phán với Mô-sê: Hãy dùng các hương liệu như tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương và thanh nhũ hương với cân lượng bằng nhau, theo nghệ thuật hòa hương, pha chế thành một thứ hương đốt có vị mặn, thuần chất và thánh khiết. Còn lấy một ít và nghiền thành bột, rồi để một phần trước hòm chứng ước trong lều hội kiến, tức là nơi ta sẽ gặp con. Hương này sẽ trở nên rất thánh đối với các con. Không được chế hương theo công thức này để dùng cho mình. Phải xem đây là vật thánh cho Đức Giê-hô-va. Xuất Ai Cập Ký chương 30, câu 34 đến 37. Chúng ta hãy để ý đến lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời rằng khi pha chế hương đốt thì thứ hương đó phải có vị mặn, thuần chất và thánh khiết. Bạn có nhận ra Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo qua cách Ngài đưa ra các hướng dẫn rất chi tiết và tỉ mỉ không? Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng thánh khiết và trọn vẹn. Là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta được biệt riêng ra với thế gian, hưởng đặc ân trở nên dân thánh, là những đầy tớ của Chúa. Tất cả chúng ta đều phải ứng hầu và khai trình tất cả những việc làm của chúng ta cho Ngài, là ông chủ lớn hơn hết. Tôi hiện đang làm việc cho một mục vụ cơ đốc. Một trong những sứ mệnh của chúng tôi đó là khích lệ từng cá nhân trong mối quan hệ gần gũi với Chúa Giê-xu. Chúng tôi biết bản thân mình còn thiếu kém nhiều trước trách nhiệm lớn lao này và cần phải làm việc cách nghiêm túc trong sứ mệnh mà chúng tôi đã nhận lãnh. Có một câu kinh thánh trong sách Côlôse mà tôi luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí: Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. Côlôse chương 3 câu thứ 23. Dù biết vậy, nhưng thực tế trong môi trường làm việc, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Đôi khi phàn nàn, đôi khi không hài lòng về những thay đổi trong chính sách hay quy trình làm việc, cũng đôi khi bất hòa với đồng nghiệp. Đúng vậy, thật khó để chúng ta có thể làm việc như thể đang làm cho Chúa. Càng khó hơn để hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc, nhưng tôi vẫn đang cố gắng. Trong những giai đoạn khó khăn, một người đồng nghiệp cũng là bạn thân của tôi đã nói một câu nói, dù đơn sơ nhưng câu nói ấy tác động đến tấm lòng của tôi rất nhiều. Đây là công việc của cha chúng ta. Câu nói này đã làm mới lại tinh thần của tôi. Quả đúng như thế, tôi đang làm việc cho một đấng ở trên trời. Những khả năng tôi có, những gì tốt nhất của tôi phải được dâng lên cho Ngài. Trở lại với phần kinh thánh trong Xuất Ai Cập Ký, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn Môi-se rất chi tiết trong việc dựng bàn thờ, chuẩn bị dầu và hương thánh như thế nào. Chúa đều có lý do trong mọi việc Ngài làm. Hương phải được đốt trên bàn thờ cả ngày lẫn đêm, tượng trưng cho những lời cầu nguyện và cầu thay được dâng lên cho Chúa như một thức hương có mùi thơm cách thường xuyên và liên tục. Hương thánh là sự kết hợp của những nguyên liệu đắt tiền và quý giá nhất, và nó chỉ được dùng cho Chúa, không có mục đích nào khác. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta rằng Chúa xứng đáng nhận những điều tốt nhất, cả về con người, năng lực hay bất cứ điều gì. Làm thế nào chúng ta có thể bắt chước Chúa trong sự trọn vẹn của Ngài? Hãy nhớ trong mọi việc chúng ta làm, trong mỗi một email mà chúng ta gửi đi, trong mỗi cuộc họp, mỗi cuộc trò chuyện chúng ta tham dự, hãy làm như đang làm cho Chúa. Làm sao để biết Đức Chúa Trời muốn điều này nơi chúng ta? Chúa đã nói với chúng ta trong lời của Ngài rằng: Hỡi người, Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ
và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Mi-chê chương 6 câu 8. Mặc dù ngày nay chúng ta không đốt hương trên bàn thờ ngày đêm nữa, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể dâng lên Đức Chúa Trời điều tốt nhất của mình nữa. Chúng ta vẫn có thể nghiệm lại sự tốt lành cùng tình yêu của Ngài và thể hiện điều đó ra cho người khác thấy. Thực hành nếp sống bày tỏ sự hiền lành, khiêm nhu và sự khích lệ, ân điển cho những người khác. Ghi nhớ lời Chúa dạy rằng, tất cả việc chúng ta làm là đang làm cho Chúa. Mỗi chúng ta đều có những công việc khác nhau, cả tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời của chúng ta cũng thế. Nhưng chúng ta đều biết mục đích cuối cùng vẫn là thiên đàng vinh hiển, nơi Cha chúng ta sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc mà chúng ta làm. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng trọn vẹn và xứng đáng nhận những gì tốt đẹp nhất của con. Trong từng việc làm của con, xin giúp con hằng để Ngài là trung tâm và làm mọi sự vì sự vinh hiển của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, trong nơi trường học, nơi làm việc của mình, bạn có đang làm mọi việc hết lòng như đang làm cho Chúa không? Trong những áp lực mà bạn đang đối diện hàng ngày, hãy thưa cùng Chúa những điều thiếu sót của bạn và cầu xin Ngài giúp bạn trung tín và sống bày tỏ ánh sáng của Ngài cho những người xung quanh. Con dâng nhân Chúa vua đời con, ôi duy Ngài đấng con thờ tôn, là đồng ca con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dâng hân Ngài. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sờn lo âu khi Chúa bên con không rời hàng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý thay. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay năng quyền phục vụ trí cao, ý muốn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương.
thầy. Con bước đi không nào sờn lo âu, khi Chúa bên con không rời hàng trăm dấu con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay nắm quyền thuộc vua trí cao, ý muốn cha nguyện được nên qua chính đời con đây, ý muốn cha nguyện được nên, ý muốn cha nguyện được nên, ý muốn cha nguyện được nên qua chính đời con đây.